để đựng xay nó đi. Đây chốt kiểm tra an ninh các bạn này. Đây vừa qua chỗ chốt kiểm tra an ninh rồi các bạn này. Hôm nay là chiều mùng 1 nha các bạn. Mời Hà Nội đến Lăng Bác rất nhiều các bạn. Ở chỗ bên kia bảo tàng Hồ Chí Minh nha các bạn. Đây, chỗ này là bảo tàng Hồ Chí Minh các bạn.
Chiếc lăng ba các bạn. Ơi,
tôi đổi mũ đi. Bên kia tòa nhà Quốc hội các bạn. Hôm nay mọi người mùng 1 ở đây chụp ảnh rất đông.
đây chỗ gác. Người dừng ở kia chụp ảnh rất đông nhưng mà thật ra không được dừng các bạn. Các anh cảnh vệ đang bảo mọi người di chuyển. Các anh phải làm việc liên tục. Bởi cứ bảo xe này đi thì xe khác lại dừng. Chạy vui không?
Giờ có mấy cái ảnh đẹp. Đi mẹ đi. Bây giờ đi qua. Thế nên mẹ đi về ông ấy kiêm đi. Ở đây ông kia con qua chỗ. Xong rồi mẹ cứ về chuẩn đi. Con có phúc hoàn thành vào trong bảo tàng. Chứ còn mình cũng ghế hơi tí. Không thở được ấy. Ông bà đi đấy lúc nào thở được. Yeah.